Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Unitem Simply Cool. Các bạn ơi, bây giờ mình đang ở một cái bãi phơi cà phê rất là lớn và rất là nhiều. Ở đây thì họ thu mua cà phê trong làng đó. Ở trong làng Xuân thì cũng vậy, có nhiều người thì có cà phê nhiều, cà phê ít. Những cà phê khô như thế này này đó, là những người ở trong làng có khi họ phơi khô rồi họ đem bán. Xong rồi sẽ qua đây. Đó, bên kia có cây cân. Xong rồi sẽ phơi thành cái bãi như thế này nè. Bên này thì khô rồi nè, còn bên này là tươi nè các bạn. Đó, có hai loại là như vậy. Và ở trong làng Xuân thì cũng có nhiều người có nhiều cà phê, có ít cà phê và họ cũng đem qua đây để bán. Nếu mà trời nắng thì có thể giá nó cao hơn một chút, còn khi mà trời âm u thì thường thường nó sẽ bị hạ giá đó các bạn. Đó, rất là rộng lớn mênh mông. Cà phê thì ở Tây Nguyên rất là mênh mông và chủ yếu là những doanh nghiệp sở hữu những cây cà phê đó họ trồng để mà kinh doanh. Trong làng thì nó cũng có nhưng mà ít hơn, và có những chiếc xe đó rất là hiện đại luôn đi hái cà phê. Trong làng Xuân thì đi hái bình thường thôi, hái bằng mình rải bao á, xong mình hái. Thì thường là trong làng thì hái đổi công á, hái cà phê đổi công, cắt lúa đổi công và chăn bò cũng đổi công, kiểu như là mọi người sẽ giúp đỡ nhau đó các bạn ạ. Còn ở đây kiểu doanh nghiệp họ đầu tư á, có những cái thiết bị máy móc nó rất là hiện đại để giúp bóc tách vỏ cà phê thành những cái nhân cà phê đó, để tạo thành sản phẩm là những cái hạt cà phê nguyên chất của Tây Nguyên, thì nó có mùi rất là thơm, rất là ngon. Và có một bạn của mình ở Sài Gòn á, một lần qua nhà Xuân có một vài cây cà phê trong nhà Xuân á, thì bạn lấy cái hạt mà hạt chín á, bạn bỏ trong nước sôi, bạn trộn dầm xong bỏ trong nước sôi với lại hoa trà xanh với lại trà xanh, bạn trộn vô xong rồi bạn bỏ vô đó, bạn kêu là rất là ngon. Và Xuân cũng đã cũng thử rồi và cũng cảm thấy cái mùi nó rất là thanh và bạn đã rất là thích. Nếu các bạn muốn thưởng thức thì các bạn cũng có thể làm thử, tự pha cho mình một ly cà phê nguyên chất. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng cái bãi cà phê cho các bạn xem nhé. Đó, đây là họ phơi rồi có những cái đường xe á. Tại vì nếu mà dùng tay mình phơi thì nó rất là lâu, cho nên là doanh nghiệp thì họ sẽ sử dụng chiếc xe đó. Bên chiếc xe xa xa kia kìa, nó sẽ làm như để nó được lật qua lật lại cho cà phê nó mau khô và để sản xuất thành cà phê nhân nữa các bạn. Bên này là cà phê tươi này, quá tươi luôn này các bạn ơi. Rất là nhiều quả cà phê. Đây là những giống cà phê mà người ta trồng giống mới. Giống mới thì mình hái nó dễ hơn, nó không bị cứng, đỡ đau tay hơn các bạn. Và cái hạt của nó thì rất là to. Còn giống ngày xưa thì nó khá là nhỏ các bạn. Giống ngày xưa nó khá là nhỏ và mình hái có thể là nó rất là bị cứng. Và nếu mà muốn đặt cà phê nguyên chất á, cà phê ngon á, sẽ có những cà phê chín như thế này này đó. Những hạt cà phê chín thì nó sẽ thơm hơn, ngon hơn rất là nhiều. Và những hạt cà phê này thì cũng đã già hết rồi. Hạt chín như thế này á, khi mà sản xuất ra thì cái thị trường tiêu thụ á, với lại giá thành nó cũng cao hơn. Nếu mà mình lựa những hạt cà phê chín là giá thành nó bao giờ cũng cao hơn nha các bạn. Còn đây là những hạt các bạn ơi, và nó đã già rồi nhé. Rất là thơm luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn có biết vì sao nhiều bao đỏ, xanh, rồi vàng nó trải dài như thế này không? Tại vì những bao này khi mình hái cà phê mình sẽ đựng vào đây. Đó, đựng vào đây xong mình sẽ cột lại bằng cái dây đây này, cái dây bao. Xong rồi mình sẽ đem qua đây mình bán. Và sau khi đã bán xong á, các doanh nghiệp thì họ sẽ xé ra để mà phơi rất là nhiều nè. Đó, những
quả rất là lớn. Sau đó thì dùng chính những cái bao này họ sẽ cột lại đề phòng khi mà trời mưa đó các bạn. Trời mưa thì sẽ dùng chính cái bao này phủ lên để nó đỡ ướt cà phê đó các bạn. Và để sản xuất ra được những hạt nhân nó rất là thơm ngon. Đó, đây là những quả cà phê nguyên chất nha các bạn ơi. Đó, thì mình thấy cũng rất là sáng tạo. Tây Nguyên đó các bạn, mưa nắng bất thường luôn á. Và bây giờ mình nhìn lên trên đám có những đám mây đen đó, mà nhiều khi cơn mưa nó bất chợt. Đó, mưa nắng bất thường mình không thể biết trước được, cho nên là sẽ sẵn sàng hết những cái bao ở đây. Những cái bãi rất là rộng thế này, mưa một cái là mình sẽ phủ hết. Khô rồi đó, là chuẩn bị là lấy nhân, xuất nhân đó các bạn. Đó, mình thấy ở dưới này cũng rất là nhiều này. Đó, đây là những nhân khô cà phê, đây là những nhân cà phê khô này các bạn. Đó, thì cũng rất là nhiều luôn. Cà phê bên này như là mới mua này đó. Bên này thì chắc phê cũng được 1-2 ngày. Còn bên này đó, ở bên đầu bên này thì nó là cà phê đã khô rồi đó. Đang sản xuất nhân bên kia thì họ sẽ chắc 1-2 ngày nữa thật lấy nhân bên này, lấy cà phê bên này để sản xuất nhân bên kia. Rồi mình thấy nhiều lắm, chắc là chiều bao rồi, mình lấy quá nhiều các bạn. Bên này chắc cũng phải dưới bên kia thì cũng rất là nhiều luôn. Và cà phê thì nó cũng tùy, tại vì thân nó rất là mắc và mình trồng thì nó cũng rất là khó khăn, nhiều khi có những năm mất mùa đó các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây thì phơi cà phê mình thấy là ở dưới là không có nền xi măng và phơi bằng đất luôn. Đây là những gia đình mà họ đã sản xuất cà phê đó các bạn. Xung quanh thì có ao hồ nên là nước nó không có bị thiếu. Nhưng mà trước mình quay cái giới thiệu cho các bạn công việc đi chăn bò cũng vậy, ở đó có nước Etipe đó, thì mọi người sẽ tận dụng những nguồn nước đó để vắt lên và tưới cho cà phê của mình, để cho cà phê thơm tươi tốt. Rễ cà phê xung quanh mênh mông bát ngát và có những ao hồ thật là mát mẻ và trong lành, thích quá các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn thấy gì không? Xung quanh đồi núi ao hồ mênh mông bát ngát, nào là đồi núi tiếp đồi núi, nào là cà phê tiếp cà phê, và có những dòng nước rất là mát, rất là tinh khiết để tưới cho củ cà, có nhiều thai trái và có thể có những hạt rất là chất lượng. Cà phê rất là mênh mông bát ngát và có mùi thơm ngọt ngào, và đặc biệt là hoa cà phê giống như là bông hoa tuyết, nó rất là thơm. Và mùa này thì quả của nó thì rất là nhiều và mình cảm thấy rất là thích các bạn ơi. Mênh mông bát ngát, đâu trời đẹp hơn. Và cái nắng cái gió của Tây Nguyên cho nên là giúp cho những hạt cà phê có thanh lá quả tốt và có những ruộng lúa màu mỡ để cho người dân có thể trồng trọt quanh năm suốt tháng. Mặc dù là có những năm tháng mất mùa nhưng mà người dân vẫn luôn luôn cố gắng để tạo ra những thực phẩm tốt nhất và làm hết mình để đạt được sản phẩm mà chất lượng nhất các bạn ạ. Rất là thơm nha các bạn, thơm lắm. Và đây là cà phê đó. Đó, đây là nhân các bạn, đây là nhân tươi nhé, và hiện tại đang phơi khô nữa các bạn, rất là nhiều luôn. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's all straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset.
said meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's living in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? I'm glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Các bạn ơi, đây là máy xay cà phê nhân nè. Đầu tiên thì sẽ tách vỏ ra, và phần vỏ đó thì người ta dùng có thể dùng phân bón đó. Và sau đó thì sẽ tách nhân ra, bỏ vô cái bao to, và xe thì sẽ chở cho công nhân họ phơi đó các bạn ạ. Những anh công nhân thật là trai tráng và dễ thương, chàng của Tây Nguyên đại ngàn, rất là khỏe khoắn và đáng yêu nữa chứ, đang phơi cà phê rất là dễ thương. Wow, các bạn hãy nhìn anh kia đang chạy xe kìa, xe máy cày xe độ thật là dễ thương, và chắc hẳn làn da sương nắng của anh đã gắn liền với con người của anh là vùng đất Tây Nguyên, và đã gắn với cà phê Tây Nguyên từ rất là nhỏ rồi, từ rất là lâu rồi. Cho nên để tạo được những cà phê thơm ngon bổ dưỡng của Tây Nguyên và rất là nhiều công đoạn, và trong đó thì có công lao của các anh nữa nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều. Buổi chiều thì nhìn cái bóng đổ đó thì rất là đẹp luôn, bởi vì bây giờ là đã 4 giờ chiều rồi đó, và nhà máy thì vẫn hoạt động, và các anh chàng thì chắc cũng phải 5-6 giờ mới nghỉ đó các bạn ạ. Các bạn nhìn xem ba anh đang phơi cà phê kìa, đang phơi nhân cà phê kìa. Wow, đang phơi cà phê mà nghe thấy mùi thơm mà thèm ly cà phê quá các bạn ạ.
nhìn chiếc xe này, chiếc xe này có công dụng đó là rải cà phê cho nó khô, sau đó là có công dụng là ủi cà phê vào một chỗ đó các bạn, để mà phơi nhân cà phê đó. Và những cà phê đạt chuẩn thì sẽ được tách vỏ và tách nhân ra để xuất nhân cà phê, trông rất là bắt mắt phải không nào? Các bạn ơi, bây giờ thì về nè, và nhà máy thì nó vẫn sản xuất cà phê nhân, và bây giờ thì mình sẽ trở về nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video phơi cà phê của mình, và bây giờ thì trên con đường mình về thì mình sẽ quay cho các bạn phong cảnh ngoài đường. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Và các bạn thấy yêu mến thì hãy cho Xuân một nút like, một nút đăng ký, một nút share và comment để cho Xuân có động lực làm video tiếp theo các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.